tất cả các tầng trời. Có một lần kiệt thỉnh Hòa Thượng Thế Công về, sư phụ đang giảng pháp ở tầng trời mười mấy hai mươi vậy đó, chúc sư phụ gặp con. Ở chánh ngài cũng bận, cũng đi giảng pháp. Có người mà cũng thường xuyên dạy sư phụ cái chữ khổ, đó là tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, ở trên núi mình có. Thì ngài thường hiện về phủ cái khăn trắng, chứ ngài không mặc áo đen. Ở phía sau lưng chùa này cũng có, cũng có tượng của Hòa Thượng, cũng có tổ. Rồi kế tiếp dĩ nhiên là Phật Di Lặc, rồi Phật Thích Ca, nhưng mấy vị ít, và đồng thời Phật A Di Đà. Có một lần Kiệt tiếp xúc Phật A Di Đà, ngài là thiệt, Kiệt là 1 triệu%. Có những người nói Phật A Di Đà là truyền thuyết, không có mang thân người ở quả địa cầu, có nghĩa là không có thật. Nhưng Kiệt bảo đảm là có thật. Là vì chủ trì của chùa này nè, Hòa Thượng Thái Siêu á, là tôn giả của Phật A Di Đà. Ngài được lệnh Phật A Di Đà xuống để hộ cho Kiệt. Cả những gì xung quanh lỗi lạc thầy đều là hộ pháp cho Kiệt hết, cho cái đạo Thiên Tâm của thời là. Cả ông Mitchy Ramachay sau lưng này cũng vậy, như nhỏ, nhưng mà chiếc nhỏ lắm, trên trời nhỏ xíu à. Mà xuống đây không lấy cái hình của mình, không treo trọng làm cho Phật tử Việt Nam hiểu lầm. Kệ ông làm gì cũng làm, miễn ông có, ông gây quỷ nhiều nhiều về bển ông nuôi mấy ông thầy Tây Tạng ở bên kia của ông là ok. Họ Thiên hôm nay có cúng kinh, và đồng thời từ đây cho tới khi mà đại nạn sắp sửa xảy ra nữa đó, nó xảy ra nhiều lúc ngay tới bản thân mình cũng không chừng nữa đó. Nhưng trước mắt mình đang thấy xảy ra trên những người thân của mình rồi, bà con anh em của mình bên nước Việt đang khổ, đang đói thiệt á, thì phải ngồi thiền. Lúc này chỉ có ngồi thiền và biết là mình phải chấp nhận nha. Ở Việt Nam á, có gần cả 100 triệu dân, nhưng mà nếu mà tính ra phần trăm, 100 triệu người Việt Nam, có bao nhiêu người thừa nhận là tôi đang sống ở vào thời đại tận thế? Họ nghe chữ tận thế từ cả 100 năm nay, từ lúc mới sanh ra họ đã nghe rồi, họ nghe rất là quen rồi, nghe rất là không sợ luôn. Tận thế là như thế nào? Họ không bao giờ họ chấp nhận hiện bây giờ là đang tận thế. Nếu mà họ mà chịu ngồi thiền, hoặc là cầm cuốn kinh, kinh gì cũng được, không phải kinh Thiên Tâm nha, kinh của Công giáo, kinh của Ước Tân Ước cũng được, hay là kinh của Hồi giáo cũng được, kinh của nước nào cũng được, miễn là kinh là ok. Tại tất cả các đạo đều là nhánh cây mà. Đạo Thiên Tâm là cái gốc cây, là đạo cha, tại mình chỉ thờ với cha thôi. Thì họ, nếu mà họ hiểu là chúng ta đang ở vào một cái giai đoạn cực kỳ khó khăn, không có việc làm, bệnh tật, thì bây giờ người Việt Nam đó, mà những người mà sống vỉa hè, sống ngày qua ngày đó, chết rất là nhiều, thiếu thuốc, thiếu tiền, thiếu chất dinh dưỡng cũng chết. Chết thì cứ chôn thôi. Bây giờ 100 triệu người chết mỗi ngày, 5.000 người, cả nước Việt cũng chẳng ai biết. Hiện bây giờ là đang chết. Những cái nhà thương không có thuốc có nghĩa là chết, chứ còn gì nữa. Bệnh là lên là chết. Mà mỗi lần bệnh mà lên là không có tiền thay máu, không có đất để bán nữa, thì không có tiền để mà đút lót cho y tá với bác sĩ thì cũng chết. Cho nên chết âm thầm rất là nhiều. Nên nhớ nha, ở Việt Nam cả mấy cái núi mà mấy tuần trước mà bị sập lở vậy đó, không có tờ báo này nói hết. Ở Mỹ này cũng chẳng ai biết. Chỉ có những người nào mà gọi là hiểu về cái thời đại tận thế mới biết. Quý vị nghĩ cái đó là vô tình hay là cố ý của những truyền thông Việt Nam? Chẳng lẽ bắt trọng quyền quy như vậy đi sợ Đức Thầy? À, ổng không có sợ Đức Thầy đâu. Ổng phép đi chầu rồi đó. À, bữa nay sắp đi chào, bữa nay có ông tướng hay gì ta? Tướng gì? Nguyễn Chí Vịnh. Cái mình hỏi
đang đâu vậy anh Vịnh? Ờ, tôi đang ở trạm giống như là ví dụ mình sắp sửa đi đâu á, đi lên hay đi xuống không biết nha. Nhưng mà trong 49 ngày nó có cái trạm gọi là trạm trung chuyển. Thì ông đang ở đó. Hỏi sao anh đi sớm? Ừ, nói chuyện được mà. Thì ông đang ở trạm trung chuyển để tuần sau rồi ông đi đâu. Thì ngày xưa có một cái clip không biết số mấy, nếu mà ai coi kỹ hôm nay nghe lại, thì có nói những cái người hôm nay những gọi là xã nghiệp á, ở bề trên á, là cho những cái người mà có nghiệp á, là phải trả nghiệp. Chứ ông lớn thì có 5 tuổi với nhiêu, thì 55 ổng 6 mấy, ổng sanh 59 hả? À? 57 hả? Ở chỗ 56-57, ông 57 hả? Ờ, đó có 10 tuổi. Cái này gọi là chết sống hả? Tuổi là trời ơi, phải ăn chơi biết cũng 10 ghế rồi. Phải giàu nữa, đi lẹo. Trả lời những cái năm nay nói rất là nhiều, nhưng mà có bao nhiêu người hiểu? Chuyện nói nhiều lắm, chuyện nói nhiều của người đa số là 80% là chúng. Cho nên bữa nay thấy mấy đứa đệ tử họ Thiên ở xa gần đó, nó gom lại mớ nó đưa lên, chứ trong đó thấy còn nhiều lắm. Bởi vì ngoài kia những đứa họ Thiên á, mà muốn tạo công đức với cha và của thời Ngọc Pháp, chỉ cần gom những cái lời của Kiệt nói trong 200 năm mấy cái clip, thì cái nào mà nó trúng hôm nay để cho những cái người sau. Mình đừng có nghĩ mình ở trên mạng, trên cộng đồng mạng 5 năm là mọi người biết, chỉ có một số nhỏ biết thôi. 70-80% ở bên nước Việt Nam vẫn chưa biết cái kênh Ngô Tuấn Kiệt là ai. Nó mà hỏi ông này là ai nữa kìa, mấy đứa nhỏ nhỏ. Tại giờ cái tâm của chúng sanh thời nay, những đứa nhỏ bây giờ nó chỉ thích ăn với chơi với vui thôi. Có một lần Kiệt hỏi mấy gì, sau này khi mà nước Việt thành một nước Việt mới, chẳng lẽ bây giờ con đào gọi là gì ta, mỏ vàng mỏ ngọc ở núi Cấm lên rồi phát cho mỗi người vài ký vàng? Có mấy gì nói không? Nó có là nó có, nhưng mà trước khi con muốn cho họ có cuộc sống đầy đủ, con phải dạy họ có đạo đức trước. Nếu mà con về mà con cứ cho họ tiền thôi á, là con làm hư thêm hiện bây giờ nó còn tệ hơn nữa. Bởi vì giải thích thì cái sự quản hồn, nếu như giờ họ đang đói quá mà họ không có đủ thời giờ để mà họ đọc kinh hay làm này làm kia, họ vẫn còn hung hăng, vẫn còn hơn thua từ cục muối cục đường, thì làm sao mà dạy được? Thì đó là tại sao con nguyện xuống đây để độ một cái nước, một cái thế giới này, nếu không là bị vũ sổ rồi. Cho nên nước Việt sau này mà muốn hưởng được mỏ vàng mỏ ngọc, hôm nay phải biết cuốn kinh này là cái gì, thì Kiệt mới lấy lên, Kiệt mới cho được. Và người VFO mới dạy cho Kiệt một cái technology mới cho nước Việt. Tại họ là người của nói chuyện bình thường với mình mà, họ là người bảo hộ mình, chứ không phải là tự nhiên chờ rồi cái hai thác hay một đống tiền nó đi về. Ở trên có nói sau cái này nước Việt á, mà muốn giàu có là trước tiên nhân tâm á, là phải họp, không có Bắc, không có Trung, không có Nam, và phải đoàn kết, và phải có cái tâm tinh thần đạo đức, chứ nó không có ngông cuồng và hung dữ như bây giờ rồi lấy tiền lên cho nó. Bây giờ các con, các đệ tử ở đây cũng vậy. Mình có 3-4 đứa con. Đứa con nào mà nó không có chịu học, mình có để tài sản cho nó không? Mình đưa cho nó chỉ có đi ăn chơi, nó đi làm này làm kia, rồi nó cũng sẽ bị đồng tiền làm cho nó chết yểu. Thì nước Việt cũng vậy. Bà trên đã dạy kỳ cái này. Đó là tại sao Thiên Tâm ra đời và Thiên Tâm loan truyền trong nước. Hôm nay ở bên nước Việt, ai mà làm đạo Thiên Nam loan rộng chừng nào thì nước Việt sẽ càng giàu mạnh lẹ chừng đó.
Còn nếu mà thiên tâm không lon rộng lẹ đó, nước Việt cũng vẫn nghèo. Đây, cái đạo này sẽ thống nhất thế giới. Và đồng thời sau này Phật Thánh Tiên là, sẽ là người điều hành nước Việt. Phật Thánh Tiên là ai? Là những vị mang sắc phàm giống như kiểu Kiệt. Kiệt không có dám tự xưng là gì, nhưng mà họ cũng phải nói bằng tiếng người thôi. Nhưng mà muốn có một cái, muốn dạy cho một cái dân tộc giàu có hùng mạnh, trước tiên phải dạy đạo đức. Đó là điều căn bản của Kiệt đó trước. Đừng có nói là sau này không có biết Thiên Tâm là ai mà đồng thời á, một cái nước Việt cường thịnh đâu. Mỏ vàng, mỏ ngọc thì đầy á, nó có 550 cái mỏ. Xưa thì có hỏi cái này. Nhớ cái mùa Covid đầu tiên mà khi mà gọi là Covid-19 đúng không? Tức là Covid ở Vũ Hán, dịch Vũ Hán 19. Nghĩa là năm 2019 là cái bệnh Covid nó xảy ra từ ở bên Tàu, Vũ Hán, thành phố gọi là Vũ Hán. Thì lúc đó mấy vị về, mấy vị nói là nước Việt sẽ là nước thứ nhì. Cái bên Tàu chết thời đó là mấy chục triệu người á, mà nó giấu với quốc tế nó chết mà mấy trăm nghìn người, thật sự chết tới mấy chục triệu á. Mà đối với người Tàu một năm nó đẻ ra mười mấy triệu người, chết năm tới chục triệu người là chuyện nhỏ, đó nó không có nhầm nhò á. Một năm nó sanh ra một cái thành phố New York mà, thì cho nên số lượng người mà bên kia nó về để mà giấu rất là dễ. Thì lúc đó kỳ quảng hồn mới khấn. Tại lúc đó nên nhớ nha, tất cả cửa 7-8 cổng ở ngoài Bắc á, mở ra hết. Người Tàu chèn qua, máy bay cũng dẫn qua. Tại vì mình đâu có control nước mình không có tự chủ nha quý vị. Thì dễ, rất là dễ bị lây. Mà tại sao đến khi mà ba cây nhang mà khấn xin cho nước Việt đừng có bị Covid mà chết hàng thứ nhì đó. Chẳng có người Việt Nam mà không có ông chánh thủ nào mà cảm ơn chị. Chưa tính nữa, Kiệt bỏ gần cả triệu bạc mua mấy cái máy mà thở oxy á, cái mình đưa cho ở dưới lãnh sự quán, nó gửi về Sài Gòn, để lúc đó Sài Gòn đang bệnh, cái nó không gửi Sài Gòn, gửi ngoài Hà Nội. Đợt đầu cái thù giận nó nói sao bữa anh hứa tôi là anh đưa về Sài Gòn, sao giờ anh đưa ra Hà Nội? Ồ, tại chiếc bay nó chỉ về Hà Nội, có phải là mấy ông lãnh đạo sợ chết là lấy cái đó trước không? Cũng được, cái thù mới mua đợt thứ gì nữa. Thì lúc đó mới đưa vô nghe bệnh viện Sài Gòn. Cái máy mà oxy thở ở nhà giờ thù còn 30-40 cái. Một cái thù mua gần 2.500 đô á, hiện giờ còn như nằm nhà. Một kỳ đó mua nhiều lắm. Cái máy nó nhỏ lắm, nó gọn, nhưng mà nó tạo ra oxy để vô lỗ mũi là hết. Thì đợt đó, cho nên cái mùa Covid đó nhờ ba cái nhén mà nước Việt chết rất là ít. Chẳng có ai cảm ơn. Lấy nóng máy thở của mình đem về Sài Gòn, đem ra Hà Nội cũng chẳng cảm ơn luôn nữa. Trời ơi, mấy người Việt Nam này vô tình dễ sợ lắm. À, biết nhận quà thôi, không biết cảm ơn. Ngộ. Rồi sau đợt Covid, cái hiện thì nói hiện tại đi, sắp sửa xảy ra. Cái cách đây chừng mấy tháng, trên mới nói là vàng lên giá thì mình đã nói rồi năm ngoái rồi, cái mình nói tiền thành tiền giấy thì giờ cũng thành tiền giấy rồi nghe. Cái mấy gì mới nói là mấy ông lớn á chuyển tiền qua Mỹ bằng đường Bitcoin không à, kêu mấy họ đừng có chuyển, con lên con nói cứ giữ bên nước Việt đi, chuyển qua Bitcoin á là cái thằng mập thằng gì đó, thằng men gì đó là Bitcoin giờ thành ngày số không á. Cái mình cũng có nói là cũng trúng phải không. Rồi cái mình mới nói là sau khi mà nạn thiên tai địa chấn gọi là đại hồng thủy, hồng tức là lửa, bây giờ thấy Hà Nội tự nhiên lửa không cháy, rồi những cái như Hải Ngoại hồi mấy tuần trước lửa nó cháy nguyên thành phố đó, lửa trời đó, đâu phải là lửa mà của nhà này cháy qua nhà kia đâu. Rồi nước thủy là nước, nước Tàu giờ bị ngập lụt, trời ơi, xe nó trôi cũng như trôi lục bình vậy đó.
Rồi động đất thấy Liban không? Libya chết mấy chục nghìn người. Mà chưa hết, sẽ còn tiếp tục trong vài tuần tới, nó còn nặng hơn nữa. Là của thế giới nha, mỗi lần sư phụ nói gì đang sống ở thế giới. Rồi nước Việt sẽ có nạn đói. Bây giờ những quốc gia, những nhà gọi là thông thái của những nhà tin tức á, họ nói là thế giới sắp sửa có nạn đói, sắp sửa sẽ có 250 triệu người chết đói. Thì Ukraine nó đâu có sản xuất gạo được. Ấn Độ có không sản xuất gạo được. Gạo của Việt Nam bây giờ là mấy đại ca mình là thiếu tiền phải không? Bán giá cao nữa. Tại vì bên kia nó có gạo là giá gạo Việt Nam cao bán. Bán thì ai đói? Dân đói. Cho nên cái mà sau cái clip này mới số mấy là 254 hả? 253. Mới 253. À, cái clip 253 này á, là ở bển á, ai mà ăn cơm dư á, đừng có bỏ, phơi khô. Tại vì khi mình đói á, cái cơm khô á, mình ngâm lại mình ăn cũng được. Cho nên bây giờ đồ ăn ở bển nước Việt đừng có nên bỏ gì hết. Khi mình có bụng á, mình không cần gì hết, cục muối cũng được. Rồi với cơm mà cơm khô nó cứng ngắt á, cái mình ngâm nước một chút là mình cũng xài được hết. Nước Việt Nam sắp sửa với nạn chết đói. Mà để thử coi là ba cây nhang của sư phụ có linh không nghe. Nếu mà linh á, thì chết sẽ ít, nhưng mà phải có chết. Còn cái chuyện mà bữa giải cứu cho QF ai cũng biết rồi đó. Satan mà mang đang mùa hè mà bão tuyết phải không? À, cái kế tiếp này nè là bom nguyên tử nó có nổ khoảng một trái hay hai trái, nó không phải nổ nhiều. Mà cái Libya quý vị thấy cái động đất này á, nếu mình nhìn video á, nó giống như là khoảng mấy chục trái bom nguyên tử. Cho nên khi mình xin được cái này thì ở trên á cũng cho cái khác bị, tức là nghiệp của chúng sanh mà. Nhưng mà cái nào nặng hơn, nào nhẹ hơn thôi. Nhưng những người mà không có biết trời, không biết đất, thì những người tạo nghiệp nhiều quá, tới ngày chết cũng phải chết. Cho nên Libya là khoảng 20-30 trái bom nguyên tử. Thấy nhà lầu mà nó sập kiểu đó. Rồi, để ai muốn hỏi gì hỏi. Mình nãy giờ cũng dàn chuyện quá. Ngồi chỗ này thấy im không? Cũng được ha. Thằng thế giới nó ngày không gặp con. Nói để có gì uống nước một chút. Ai muốn hỏi cứ gọi đi. Alo, xin phép cho tôi giới thiệu. Tôi tên Thiên Thanh Châu, ở Dallas, Texas. Hôm nay rất là cảm ơn anh Trơn đã xây dựng để được gặp trực tiếp với ngài. Để xin phép cho... Tôi mới định cư ở bên Mỹ này tới hơn 3 năm mấy thôi, chưa được 4 năm. Hồi đó trước khi tôi qua Mỹ thì tôi có nhân duyên mà mình cũng là một cư sĩ tại gia, cũng tu rồi cũng thiền, cũng dạy người ta thiền, cũng giúp trị bệnh cứu người. Sau đó khi mà năm 2019 thấy cái clip của ngài thì tôi thấy nó mừng quá. Tôi qua đây 6-7 lần hôm nay mới được có duyên để gặp ngài để lãnh lễ. Anh cũng là người tu tập ha, biết tu tập ha. Tốt rồi, kiểu nào cũng được. Và đặc biệt là vừa rồi tôi về Việt Nam hôm tháng 6 với tháng 7 thì tôi đi đâu thì người ta mà được gặp tôi, người ta cũng mừng lắm. Và tôi cho giới thiệu về Thiên Tâm và tôi cho người ta quy về Thiên Tâm rất là nhiều, cũng mừng Việt Nam.
Nếu mà phải hiểu thiên là gì? Thiên là trời. Dạ. Là cha. Dạ. Ông trời. Dạ. Ông trời đã có trong cái phong tục người Việt Nam chúng ta hàng nhiều nghìn năm. Ngày xưa chúng ta nghèo nhất á, cũng có cái chung, cái chén. Nhà nào giàu giàu có cái lon sữa bò, tại uống sữa bò mới có cái lon. Thì cũng là ông trời để cái lon sữa bò ở ngoài sân vậy đó, ngày chiều nào cũng khánh. Tại sao gần mấy chục năm nay sau 75 chúng ta lại quên cha của mình? Cha của chúng ta cho chúng ta cái thần hồn để chúng ta đi xuống thế gian này chịu khổ, chịu khó, chịu học nhẫn nại, học bi chí dũng để mà ngộ ra, để được trở về. Vậy mà nhân loại lại quên cha, cứ chạy theo tiền, chạy theo vật chất, chạy theo sân si. Thì kiệt này là anh, nhưng mà anh này có nhiệm vụ trên trời xuống để mà nhắc lại. Cho nên cái sứ mạng người thế gian có thể gọi là người lập đạo, nhưng mà kiệt phải lập đạo. Đạo này là của Phật Di Lặc, cái dấu hiệu này của Phật Di Lặc. Ngài sẽ dùng thiên tâm để mà thống nhất thế giới trong tương lai. Đức Phật Di Lặc Kiệt chỉ là người đi trước, cho nên nhưng mà tất cả lịch sử nhân loại sẽ ghi vào hết những cái hành động của Kiệt làm. Kiệt là cuốn kinh sống của thời đại. Trong đó Kiệt chỉ được là hàng thứ nhì, truyền thừa Di Lặc. Cho nên người thế gian có thể gọi Kiệt là Di Lặc, như Di Lặc truyền thừa. Còn Di Lặc thức thiệt thì chưa xuất hiện nha quý vị. Số 1 chưa xuất hiện. Kiệt đã nói cái này nhiều lần. Và cái đạo này ở trên trời, những hàng tiên trúc, những hàng Bồ Tát, những hàng thánh và những vị duyên gian thanh văn cũng đều có theo cái đạo này. Ở trên trời cũng nhiều đạo lắm. Đạo ma, đạo quỷ rồi cũng có trên trời, nó cũng có. Mà giờ cũng có đạo thiên tâm nữa. Thì đạo này đã có hàng nhiều nghìn năm ở cõi trời đâu xuất thiên rồi. Hôm nay anh mà làm được cho nhiều người hiểu được cái này á thì là tốt. Cái tâm á là tâm chúng ta dạng vật, do tâm xây chuyển thành Phật hay không là do hàng này nè. Thấy nó nhỏ mà có vỏ đó, ở cái tâm này nè. Thì cái tâm chúng ta mà hướng thượng, hướng thượng là trái tim đi ngược á. Rồi chúng ta nghĩ tất cả những người xung quanh chúng ta sống bình đẳng. Và mỗi ngày chúng ta sống rất là bình đạm, bình đẳng. Cái lòng của chúng ta hướng thượng, trái tim chúng ta quay về trời, thì thật sự chúng ta sẽ thành tiên thành Phật. Làm người chứ đâu phải mà để làm đầu thai làm người để làm trời, làm Phật, làm tiên, làm thánh. Chứ không phải làm người thế gian mãi suốt đời. Tại vì đi làm thì cũng lên chức, lên lương, lên làm xét. Nhưng mà làm người cũng phải lên chức. Chứ chúng ta không có thể làm ma, rồi ngạ quỷ. Rồi lâu lâu chúng ta làm tội, rồi làm súc sanh, rồi hết súc sanh, rồi làm người nghèo rồi trở lên làm củ quyền, làm người lại. Thì quá dở, uổng một đời của chúng ta. Cho nên cái tim quay lên là hướng thượng, là để chúng ta làm trời, làm Bồ Tát. Anh là Bồ Tát rồi đó. Mô Phật, xin Ngài cho tôi nói tiếp mấy câu được.